Chào các bạn, đã lâu rồi thì mình không dùng đến hệ điều hành Windows 7. Hôm nay có thời gian rảnh rảnh ngồi test chơi thì mình thấy là nó có một số các cái lỗi phát sinh như thế này. Cho nên là mình sẽ làm cái video này để quay lại nếu như các bạn còn sử dụng Windows 7 cài trên máy ảo, nếu bị lỗi thì các bạn làm theo nhé. Thứ nhất là mình không copy các cái giữa máy thật vào máy ảo được. Ví dụ khi mình kéo thả file thì nó sẽ báo lỗi đây, không kéo thả được nha các bạn. Đấy. Ví dụ khi mình copy vào từ máy ảo từ máy thật qua máy ảo này thì nó không paste được, không dán được, không copy paste được nhá. Thì cái lỗi mà không copy paste được và cũng không kéo thả file giữa máy thật với máy ảo cho nhau được thì cái đó là do mình chưa cài đặt cái VMware tool. Tuy nhiên thì mình biết rõ là mình phải cần cài cái này rồi, nhưng mà hệ điều hành Windows 7 thì khi mà mình cài cái này nó lại bắt đầu phát sinh một cái lỗi. Đấy, ví dụ khi mình sẽ cài cái này nhá. Bởi vì khi chúng ta cài được cái này thì chúng ta sẽ kéo thả được và chia sẻ copy paste giữa file thật giữa máy thật và máy ảo cho nhau được. Đó, nhưng mà mình cài cái này thì nó lại bị lỗi. Ví dụ bây giờ mình sẽ cài này. Đấy, thì mình sẽ cài bình thường để cho các bạn xem nhé. Đây là máy đây mình sẽ cài cái VMware tool. Đó, các bạn vào cái phần VMware ở đây và cài VMware Tool ở đây thì nó sẽ hiện lên cái bản 64 bit, bởi vì là Windows của mình đang là 64. Đây, cho các bạn xem nhé, đây 64 bit này, System Type là 64 bit này, cho nên ở chỗ này nó sẽ hiện là 64. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài, nhưng mà cài cái này nó lại báo lỗi đấy, bởi vì sao? Windows 7 nó bị lỗi quá nhiều. Chính vì vậy mà khi các bạn cài 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 cái tiện ích VMware Tool thì các bạn sẽ không cài được và bị lỗi giống như mình ở đây. Các bạn chờ chút xíu nhé. Hôm nay mình cài thì thấy nó báo lỗi. Đây, mình sẽ tiến hành cài để các bạn trải nghiệm. Nếu như có bị lỗi như này thì các bạn hãy làm theo cái video này. Cái lỗi này thì nó không xuất hiện ở trên các cái hệ điều hành Windows về sau này, nhưng mà Windows 7 thì chúng ta lại không cài được. Đến một cái bước này, đây ví dụ đến cái chỗ này thì nó nói là cái Windows không thể xác minh cái tiện ích này trên cái software này, Drive software. Đó, nếu như mà bạn bấm không cài thì đương nhiên là không cài thành công, còn nếu như bấm cài tiếp tục thì nó vẫn báo lỗi. Đấy, ví dụ như mình bấm cài nhé. Và nó sẽ báo lỗi là setup fail, lỗi không cài được đấy, cho nên là các bạn cài nó bị thất bại đấy. Tiếp tục một cái thông báo lỗi tiếp theo khi mà cài cái này đó, ví dụ mình cố tình cài thì nó vẫn báo lỗi đấy, cố tình cài vẫn báo lỗi thôi, mình cố tình cài thì nó vẫn báo lỗi đó, các bạn cố tình cài đi đấy, setup fail, lỗi không cài được. OK, và nó sẽ roll back quay trở lại và nó không cài thành công cái VMware Tool. Đó, bây giờ mình kiểm tra nhé, thì như các bạn nhìn trong danh sách đây thì nó chưa cài được VMware. Đó, thì bởi vì là Windows 7 thì đã bị khai tử từ lâu á. Hai nữa là cái Windows 7 này nó quá nhiều lỗi, có nhiều cái lỗ hổng bảo mật. Chính bởi vậy nếu như các bạn vẫn dùng Windows 7 trên máy ảo thì các bạn buộc phải cài cái phần mềm cài cái hotfix, cái cập nhật vá lỗi của nó. Thì bạn sẽ vào các cái trang chủ của nó, bạn tải cái hotfix về nhé. Ở đây mình đã có sẵn một cái đường link, các bạn vào cái catalog.update.microsoft.com thì nó sẽ đưa bạn đến một cái ô tìm kiếm đầu tiên. Cái ô tìm kiếm này các bạn sẽ tìm cái cập nhật là cái bản hotfix KB 44744 447 4419. Các bạn tìm cái hotfix này. OK, bạn tìm cái hotfix này nhá. Đó, ở đây mình sẽ phóng to để các bạn dễ nhìn hơn này. OK, đây các bạn tải cái KB 4474419. Đây là bản 64 bit này, còn đây là bản 32 bit nhé. Và các bạn nhớ là tải cái chỗ product là sản phẩm Windows 7.
Ở đây nó có nhiều các cái Windows khác, ví dụ như Windows Server nữa này. Ở đây là bạn đang tìm đến Windows 7 64 bit, cho nên là mình sẽ tải cái bản 64 bit này. Bạn tải cái bản vá lỗi này. Đó. Ok. Các bạn chờ xíu nhá để mình tải cái này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt cái bản vá lỗi này. Đây, KB4474419. Và cái phần view install update ở đây thì khi mình cài cái bản cập nhật 4474419 nó sẽ có ở đây các bạn nhé. Đây. 4474419 nó sẽ xuất hiện ở đây khi mà mình cài cái bản vá lỗi, cái hotfix của nó. Khi các bạn cài các cái bản cập nhật thì khi cài xong nó sẽ yêu cầu khởi động lại máy tính. Ok nhé, nó sẽ yêu cầu bạn khởi động lại thì bạn sẽ tắt hết các cái chương trình đi và các bạn bấm Restart Now, khởi động lại Windows khi mà các bạn cập nhật hotfix. Đó thì khi bạn khởi động lại nó sẽ update. Ok, các bạn chờ xíu nhé. Ok, như vậy là đã tải xong và mình đã cài cái bản cập nhật đó. Đây mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa này. Ok, các bạn thấy này, cái bản cập nhật này là KB4474419. Khi các bạn cài cái bản vá lỗi này thì nó sẽ cài được cái kia nhá. Bây giờ mình sẽ cài lại cái VMware Tool. Ok nhé. Và lúc này các bạn sẽ cài được như bình thường và sẽ không bị báo lỗi nữa. Đó, tuy nhiên thì các bạn hãy theo dõi tiếp theo xem là nó thực sự đã sửa được lỗi hay chưa.
Ok, như các bạn thấy là quá trình cài đặt nó đã diễn ra một cách thuận lợi và không còn thông báo lỗi nữa rồi. Đó, ok nhá. Ok, đã cài xong. Sau khi cài xong thì nó sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy nhé. Và các bạn thấy này, VMware Tool đã cài xong nhé. Ok, bây giờ mình sẽ khởi động lại và mình sẽ test xem là đã copy giữa máy thật và máy ảo được chưa nhé. Ok các bạn, bây giờ các bạn có thể kéo thả giữa máy thật và máy ảo. Đó, bây giờ mình sẽ mà copy. Đó, bây giờ nha, các bạn thấy này. Đấy, bây giờ mình có thể kéo thả được rồi. Đó, copy nhá. Ok. Các bạn có thể copy giữa máy thật và máy ảo được rồi. Đó, và lúc này các bạn paste được nó copy. Đó. Ok. Chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên thì cái Windows 7 thì nó cũng khá là nhiều lỗi, cho nên nếu như mà bạn vẫn còn trung thành với Windows 7 thì các bạn cần phải theo dõi các cái bản báo lỗi để các bạn cập nhật cho nó phù hợp nhé. Windows 7 nó khá nhiều lỗi đấy. Chúc các bạn thành công.